nội và lại mấy cái fan sign một tuần thì đóng cửa. Cái xu hướng im lặng đóng cửa. Sao đóng cửa không? Không, em không vào. Không phải. Không vào. Cái sùa và cái bọn có mỗi cái đấy có cái ăn ăn ve đô ấy thì là đóng cửa rồi. Chứ em hay lấy ảnh rồi mấy cái đấy.